rộng quá. Lâm ơi Lâm, mở cửa rồi Lâm. Vô đi, không đóng cửa. Ủa mày làm gì Lâm? Shh. Gì vậy? Mày làm gì vậy? Nè, nếu một lát nữa mà con có bài gì á, cô nhớ là quy trách nhiệm cho ông Toàn nha. Là sao? Thì cô cứ biết vậy đi. Ê, đúng rồi hả? Ừ, để ra kè rồi. Cô cứ đây chơi tự nhiên. Cô đi. Ê, mày làm gì vậy? Cô yên tâm, con đi rồi cô về. Nè, cô nhớ đi đâu thì đóng cửa nha. Không là nó lấy mấy cái sách vở này nó bán dai dai là chết luôn á. Nha. Ê, có chuyện quan trọng nè. Chuyện quan trọng hả? Đóng tiền nha. Hả? Đóng tiền nha. Không nghe. Đóng tiền nha, tao giả vô mặt mày giờ giả bộ điếc hả mày? Không phải, cái chuyện này quan trọng hơn. Cô cứ để đi, tháng sau á con đóng đắp bộ cho cô luôn nha nha. Cô là sao? Là vậy đó. Trời ơi, tự nhiên bị liệu nó. Tại sao không nói lại? Ông ba biết còn lại không? Trời ơi, ông ba không nhận ra con hả? Xin lỗi chú là... Trời ơi, con nè. Nghe cái giọng thì quen, mà cái người thì... Trời ơi, còn quen cái gì nữa? Con chứ ai? Trời ơi, con nè, thằng Lâm nè. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, Lâm ơi là Lâm, mày có bệnh hoạn gì không vậy? Trưa nắng chán chán mày làm gì mày chùm cái áo mưa mày ra đây mày đứng đây? Trời ơi ông ba, bây giờ á con chuẩn bị thành hình sự rồi, chứ không phải thằng nhóc lóc chóc như ông ba nghĩ đâu. Mày làm gì vậy? Trời, ông ba, con đi nha, hôm nay con giải thích cho ông ba sao? Ê, Lâm, Lâm. Cái thằng kiểu này học quá rồi, đâm ra bị thần kinh. Ê tụi bay. Gì? Nhìn kìa. Trời ơi, thằng điên não mày, trưa nắng chang chang mà áo mưa. Tao thấy nó cứ lảng vảng hồi nãy giờ ở ngoài quán mình. Ê tụi bay, nhìn thằng kia kìa, nó là thằng khùng hay là sao đang đến đây lấy số mày? Thì mày hỏi giấy nó là mày biết chứ gì. Mày qua mày xử nó đi, có tụi tao ở đây mày sợ cái gì? Đi đi. Nhanh đi. Mày ơi, hình như có chuyện rồi đó. Để coi thằng điên nó là thằng nào. Mày làm cái gì mày? Anh nói mày giỡn mặt. Anh nói cái gì em không hiểu. Mày làm cái gì ở đây? Dạ em hả? Dạ tao có kiến đâu mày.
Trời, mắt kiến em mới mua. Mày tháo, tháo. Im để tao nói. Tháo ra. Tháo đi. Tháo khẩu trang ra luôn. Anh Lâm. Nó đó rình con bồ của nó đi về nó đó đi. Trời ơi, cởi ra lại đây, ngồi xuống đây đi. Ê, ai anh đi đâu đây vậy? Con bồ đó anh. Anh đi chơi. Ủa mà em làm đây hả? Hết chỗ chơi rồi sao? Xém chút ăn đòn rồi thấy chưa? Nè, em chạy ra chi vậy? Để anh cho tụi nó một bài học. Thôi. Ê tụi bay, hình như là bồ con Tâm đó. Ảnh đẹp trai quá à. Cỡ ba thằng này, anh chấp hai tới ba thằng. Đối với anh không lạ gì hết. Ê. Ê. Thôi. Nè. Mời ngồi. Ngồi đi, chúng ta làm vài vé. Làm okay. hết hồn. Em vô ly bia cho anh. Món nào ngon nhất á, đem ra đây cho anh. Nhanh lên. Ủa, có quen hả ta? Ly kỳ hấp dẫn mà. Tưởng đâu có cuộc. Ê ê. Anh đó là bạn trai mày hả? Bạn nào bạn, anh trai thôi. Đẹp trai quá. Thôi vô làm phụ tôi đi.